Tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo sức chống chịu với thiên tai. Đầu tư tu bổ, xây dựng mới, sửa chữa các công trình hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. Kiểm soát an toàn 107 hồ đập thủy lợi, 76 hồ đập thủy điện, 14 hồ thải khai thác khoáng sản. Hạn chế san lấp sông suối. Xây dựng hệ thống cảnh báo xả lũ hồ chứa, các công trình giám sát cảnh báo thiên tai. Ngay trong năm nay sẽ hoàn thành nâng cấp 8 đập hồ chứa thủy lợi. Trong 4 tháng của năm nay, thiệt hại do thiên tai gây ra cho các địa phương trên địa bàn tỉnh lên tới trên 16 tỷ 122 triệu đồng.